Theo hợp đồng đã được ký kết với Bộ Giao thông Vận tải, thời gian thu phí đối với cao tốc Diễn Châu Bãi Vọt là 16 năm 6 tháng, mức thu phí được điều chỉnh 3 năm một lần. Cụ thể, mức thu phí đối với xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn, các loại xe buýt vận tải khách công cộng là 1.700 đồng 1 km, xe từ 12 ghế ngồi trở lên, xe tải có tải trọng từ 2 tấn trở lên có mức thu phí từ 2.210 đồng 1 km đến 2.890 đồng 1 km. Mức thu phí đối với xe tải có tải trọng từ 10 tấn trở lên, xe chở hàng bằng container 20 feet trở lên là 4.590 đồng 1 km đến 6.460 đồng 1 km. Như vậy với chiều dài 49,3 km, nếu lưu thông trên toàn tuyến, các phương tiện sẽ chi trả mức phí từ 83.810 đồng đến 318.478 đồng một lượt tùy từng loại xe. Toàn tuyến có 3 vị trí thu phí, gồm tại xã Nghi Phương, huyện Nghi Lộc, nút giao quốc lộ 46B Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên thuộc tỉnh Nghệ An và trạm đặt ở nút giao quốc lộ 8, đoạn qua xã Thanh Bình Thịnh, huyện Đức Thọ.